Xin chào tất cả các bạn. Và trước mặt mình đây là một chiếc Dell Inspiron 5620. Và chiếc Dell này đang có giá mức giá là 20 triệu. Vậy thì với 20 triệu các bạn có thể được sở hữu những gì? Hãy cùng mình tìm hiểu ở video này nhá. Đầu tiên, về phần thiết kế thì em này được thiết kế bằng khung viền nhôm kim loại và màu sắc thì là màu bạc. Thực sự thì cái kiểu thiết kế này đem cho mình một cảm giác rất là tinh tế này, nhẹ nhàng và lịch sự. Đi sâu hơn nó chính là về phần màn hình. Thì em này sở hữu một cái màn hình có tỷ lệ là 16:10, một tỷ lệ mới. Và cái tỷ lệ này nó khiến cho mình khá là ấn tượng. Màn hình có độ lớn là 16 inch, độ phân giải là Full HD, độ sáng thì là 250 nit, độ phủ màu là 64% RGB, 48% sRGB và contrast là 1020:1. Thì cái thông số này nó khiến cho cái màn hình này thực sự rất định mắt. Và mình giải trí này làm những cái công việc như là văn phòng hay thậm chí là xem phim, nó rất chướng và không hề mỏi mắt một tí nào nha. Và ở trên màn hình này thì nó sở hữu một chiếc camera có độ phân giải là 1080p, FPS thì là 30. Chiếc camera này thì theo mình đánh giá cũng rất ấn tượng. Bởi vì sao? Bởi vì màu sắc này, độ tương phản này hoàn toàn đủ và có thể đáp ứng cho các bạn như là hội họp này, thuyết trình này và thậm chí là live stream luôn, không hề có vấn đề gì cả, tin mình đi. Cái phần tiếp theo mà mình sẽ nhận xét nó chính là về mặt bàn phím. Thì em nó được sở hữu một cái bàn phím khá là khiêm tốn. Bởi vì sao? Bởi vì cái loa của chiếc Dell này được thiết kế ở phía bên mặt trước, thế nên là dẫn đến cái việc là bàn phím nó sẽ phải tinh giản đi. Tuy nhiên, đối với những bạn nào làm văn phòng và phải nhập số liệu nhiều ở phía phím phía bên phải ấy, thì bây giờ sẽ hơi bất tiện trên chiếc máy này, bởi vì nó đã bị cắt gọn đi rồi. Và đối với một người tay to như mình nhá, thì mình bấm trên chiếc bàn phím này đôi khi còn bị nhầm. Và cái hành trình phím của chiếc bàn phím này cũng không khiến cho mình được thoải mái, không khiến cho mình được ưng ý cho lắm. Bởi vì hành trình phím của nó khá là ngắn. Mình thì thích có một cái gì đấy sâu hơn và đem lại cảm xúc nhiều hơn. Ở phần bên dưới thì chúng ta sẽ thấy một cái chiếu nghỉ tay khá là to. Bù cho cái việc bàn phím nhỏ, chúng ta sẽ có một chiếu nghỉ tay to, cộng thêm một chiếc touchpad rất là thoải mái cho các bạn sử dụng. Tuy nhiên với cái touchpad này thì mình ước là giá như nhà sản xuất làm cho nó nhám hơn một chút thì có lẽ là mình sẽ ưng ý hơn. Và thực sự nhá, có một điểm tinh tế ở cái mặt này mà khiến mình khá ưng ý đến từ Dell. Đấy là sao? Đấy là cái sự chia giữa cái mặt chiếu nghỉ tay và mặt bàn phím. Nhà sản xuất đã làm cái mặt chiếu nghỉ tay cao hơn một chút. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà các bạn gập máy xuống thì nó sẽ tránh cái việc là bàn phím in hẳn vào mặt hình màn hình. Đây cũng là một cái, mình đánh giá là một cái sự tinh tế rất tốt đến từ nhà sản xuất. Như mình đã nói ban đầu ấy, thì chiếc máy này được thiết kế loa ở mặt bàn phím. Và thực sự cái kiểu thiết kế này nó có rất có tác dụng nha. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà thiết kế loa ở mặt bàn phím như này thì âm thanh nó đem lại sẽ sống động hơn. Và khi mà các bạn trải nghiệm những âm thanh như là 4D này hay là thậm chí là 8D thì thực sự là rất là phê. Về cấu hình của em này thì sao? Em nó được sở hữu một con chip là i5-1240B gồm 12 nhân và 16 luồng, chạy trên tiến trình 7 nanomet. Đây là một con chip khiến cho mình khá là bất ngờ. Tức là, wow, khi mình nghe đấy, gì cơ? Chạy trên tiến trình 7 nanomet lại còn 12 nhân và 16 luồng. Tuy nhiên, nó lại không khiến cho mình quá ấn tượng, bởi vì đây là một con chip tiết kiệm điện năng. Thế nên là khi mà trải nghiệm thực tế thì những tác vụ cơ bản hoặc là giải trí rồi thì đồ họa nặng một tí thì em nó có thể cân được. Tuy nhiên là nặng quá thì hơi khó. Đi kèm theo đó là một thanh RAM 16GB và có độ bus là 3200mAh. Thì đây là một thanh RAM khá là hữu dụng với những bạn nào mà phải sử dụng nhiều nền tảng một lúc này, giao tiếp này rồi thì trò chuyện với khách hàng trên nhiều trang web rồi thì nhiều tab một lúc. Thì với cái thanh RAM 16GB này thì đã hoàn toàn có thể làm được điều đấy. Kèm theo nó là một chiếc SSD là 512GB. Các bạn hoàn toàn có thể nâng cấp lên 1TB để thoải mái mà lưu trữ dữ liệu nhé. Cuối cùng, nó chính là sở hữu một chiếc VGA là Intel Iris Xe Graphics. Thực ra thì chiếc VGA này đã được rất nhiều những hãng sản xuất laptop rồi thì những dòng laptop văn phòng trang bị trên chiếc máy của mình rồi. Thế nên theo mình thì nó cũng không có quá nhiều điểm để đánh giá đâu. Chúc quý lại thì như mình test và như mình đã nói vừa nãy thì đối với cái cấu hình như thế này thì nó sẽ rất phù hợp với những bạn làm văn phòng và đôi khi các bạn có thể giải trí một chút trên cấu hình này và hoàn toàn không một vấn đề gì cả.
Cái điểm tiếp theo mình sẽ nhận xét về chiếc máy này nó chính là về cổng kết nối này. Thì em nó có số lượng cổng khá là khiêm tốn, khi mà như các bạn thấy thì ở phía bên tay trái mình nó chỉ có một cổng nguồn này, một cổng HDMI này, một cổng USB và một cổng Type-C mà thôi. Bên tay phải thì có một jack tai nghe 3.5, một cổng USB và một khe cắm thẻ nhớ SD. Cũng khá là khiêm tốn, nhưng mà đối với bản thân mình thì nó là đủ dùng rồi, mình cũng không cần quá nhiều đâu. Về phần pin thì em nó được trang bị một viên pin 4 sao và có độ lớn là 54 Wh. Và theo nhà sản xuất nói thì viên pin này có thể sử dụng từ 5 tiếng rưỡi cho đến 7 tiếng. Và như mình thực dùng thì nó chỉ sử dụng được rơi khoảng độ tầm hơn 6 tiếng một chút. Cái điều này cũng dễ hiểu thôi, bởi vì khi mình dùng mình test khá là nhiều phần mềm nặng trên chiếc máy này. Thế nên là thời gian pin nó bị rút ngắn lại cũng là một điều không thể tránh khỏi rồi. Ngoài ra nhé, chiếc máy này còn được trang bị hỗ trợ sạc nhanh. Thế nên là các bạn có thể sạc từ 0 lên 80% chỉ trong 1 tiếng đồng hồ thôi. Vậy thì hơn 19 triệu đồng mình trích trên laptop Đức Việt thì các bạn được sở hữu những gì? Các bạn được sở hữu một cái thiết kế khá là nhẹ nhàng, trang nhã và lịch sự nhưng mà không hề lỗi thời một chút nào. Một tỷ lệ màn hình mới, một chiếc màn hình to, một chiếc camera đủ dùng cho mọi tất cả tác vụ, rồi thì một chiếu nghỉ tay to này, một chiếc touchpad to, một đôi loa sống động, một viên pin cũng khá là ổn và còn hỗ trợ cả sạc nhanh. Đối với các bạn thì nó có xứng đáng hay không? Hãy comment xuống bên dưới để cho mình biết nhé. Và đặc biệt, nếu bạn quan tâm đến sản phẩm thì mình có để link ở phần mô tả. Còn ở video lần sau, mình sẽ test kỹ hơn về phần hiệu năng của em nó. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.